Đảng ủy phường Tân Chính tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 cho 138 đảng viên, trong đó tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 29 đảng viên, tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 60 đảng viên và tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 20 đảng viên. Đại diện Đảng ủy phường và đảng viên được trao huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy cống hiến trí tuệ, công sức cùng gia đình tổ chức đảng cơ sở, chung tay xây dựng phường nhà ngày càng văn minh.